Thánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 211 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoàng Kỷ, tác giả Ngã Cật Thê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, hai người Kỷ Linh tiến vào huyễn trận đạo trước 12 ngày nhẹ nhõm chưa từng có. Trên đường đi gặp được tính mệnh huyễn trần, mặc dù 18 con linh thủ đánh tới, Kỷ Linh chỉ cần nhìn một cái là diệt sạch tất cả, không có con nào có thể ngăn cản tâm lực diệt tuyệt thật của Kỷ Linh. Vào ngày thứ 13, rốt cuộc đám người Kỷ Linh đụng phải dị thú khải giáp màu xanh ngăn cản tâm lực diệt tuyệt thuật mà không chết. Dị thú khải giáp màu xanh này có hình thể rất lớn, lớn hơn tuy nó có thể chống cự nhưng lâm vào đần độn. Kỷ Linh và Cửu Trần giáo chủ lập tức xông lên chém giết cận thân với nó. Ngày thứ 16, hai người bọn họ gặp phải dị thú khải giáp màu xanh khó chơi. Nó có thể kháng trụ tâm lực diệt tuyệt thuật, chém giết cận thân lại cùng cấp độ với hai người Kỷ Linh. Cuối cùng Kỷ Linh và Cửu Trần giáo chủ liên thủ một kiếm, kiếm đạo trung cực chi tích huyết thức mới chém giết dị thú khải giáp màu xanh này. Quái lạ, tại sao không còn tính mạng huyễn trần nào nữa vậy? Hai người Kỷ Linh lúc này cây phi chu màu đen tiến lên, bọn họ lại càng thêm nghi hoặc, bởi vì bắt đầu ngày thứ 17, bọn họ đi đường vô cùng bình tĩnh, không gặp được một đầu tính mạng huyễn trần nào cả. Thật không bình thường, rất không bình thường. Dựa theo hình thiếu lão tổ ghi lại, tính mạng huyễn trần càng vào khu vực hạch tâm lại càng nguy hiểm, số lượng tính mạng huyễn trần lại càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Cửu Trần giáo chủ nhíu mày nói, cả huyễn trần đạo cần một tháng mới có thể vượt qua được. Chúng ta hiện tại đang đi tới khu vực trọng yếu nhất rồi, vậy mà không có tính mạng huyễn trần nào ư? Kỷ Linh cũng có chút bận tâm, tính mạng huyễn trần trời sinh am hiểu ảo thuật, tự nhiên cực kỳ am hiểu chống cự tâm lực. Một ít tính mạng huyễn trần rất cường đại đã có thể chống cự tâm lực diệt tuyệt thuật của hắn. Ngày thứ 18, thứ 19 và ngày thứ 20, chung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một đầu tính mạng huyễn trần nào xuất hiện. Đảo mắt qua ngày thứ 26, cách bay ra khỏi huyễn trần đạo cũng không phải quá xa. Vù vù, phi chu màu đen dùng tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bay đi. Bên trong bong thuyền, Kỷ Linh, Cửu Trần giáo chủ đứng sóng vai nhau, đều nhìn về phía trước. Hai người bọn họ không dám thư giãn chút nào. 10 ngày liên tiếp không gặp được tính mạng huyễn trần nào chính là điểm không bình thường. Không tốt rồi. Kỷ Linh bỗng nhiên biến sắc. Ngưng. Cửu Trần giáo chủ lên tiếng. Phi chu màu đen dừng lại, ngừng ở giữa không trung. Hai người Kỷ Linh nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có một đám dị thú giáp xanh. Thân thể chúng còng xuống, cánh khải giáp và đôi mắt nhỏ màu vàng. Con đứng đầu tiên có hình thể khổng lồ nhất, nó cao chừng 10 trượng. Dị thú khải giáp màu xanh sau lưng hình thể thấp bé hơn một chút. Phiền toái rồi đây. Kiều Trần giáo chủ thấp giọng nói. Bắc Minh à, trước kia chúng ta gặp được dị thú khải giáp màu xanh mạnh nhất cũng chỉ cao 8 trượng. Nơi này có con cao tới 10 trượng, 5 con cao 9 trượng, 12 con 8 trượng, yếu nhất cũng cao 5 trượng, có 121 đầu. Sao? Thân cao 5 trượng có thể chống cự tâm lực diệt tuyệt thuật của ta mà không chết sao? Kỷ Linh Trần Âm nói, những tính mạng huyễn trần này sớm đã có chuẩn bị rồi. Hai phe giằng co với nhau, thủ lĩnh đám dị thú khải sắc màu xanh nhìn chằm chằm vào đám người Kỷ Linh, ánh mắt màu vàng của nó như ẩn chứa thế giới vô cùng vô tận. Quá tốt rồi, thực sự là xinh đẹp à? Kiều Trần giáo chủ cười ngơ ngốc giống như một kẻ đần. Sao? Kỷ Linh biến sắc, tâm lực bao phủ chung quanh giống như sóng lớn trùng trùng điệp điệp, tất cả lực lượng vô hình bị ngăn cản bên ngoài. Kiều Trần giáo chủ lập tức khôi phục lại thanh tỉnh. Ta vậy mà chúng ảo thuật ư? Kiều Trần giáo chủ tỉnh táo trở lại, hắn nghĩ mà sợ, hắn nhìn vào dị thú thủ lĩnh và nói, bất chi bất giác làm ta chúng ảo thuật, khó trách lão tổ nói huyễn trần đạo rất nguy hiểm, ta cũng có thể chết đi. Còn bảo ta nên chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Chuẩn bị sao? Kỷ Linh nhìn về phía hắn hỏi. Vốn là kế hoạch là khi vào huyễn trần đạo phải thời thời khắc khắc tiến hành truyền âm nói chuyện với tùy tùng của ta. Một khi ta đình chỉ nói chuyện, nói rõ ta trúng ảo thuật, tùy tùng của ta phải lập tức sử dụng đạo phù làm ta thanh tĩnh. Kiều Trần giáo chủ nói ra. Tuy biết rõ Bắc Minh ngươi là người tu hành tâm lực, ta cũng không cần phiền phức như thế. Kỷ Linh nghe xong cũng phải gật đầu, biện pháp này rất tốt. Người tu hành. Ở xa xa có tiếng nói giả nua vang lên.
có thể ngăn cản ảo thuật của ta đúng là có chút thủ đoạn, khó trách có thể giết không ít đồng tộc của ta. Các người dám tùy tiện xông vào huyễn trần đạo nên phải chết đi. Khí tức của dị thú đầu lĩnh mênh mông cuồn cuộn, nó chỉ vào hai người kỳ linh ở xa xa và hô to: giết, giết, giết. Tất cả tính mạng huyễn trần gào thét, chúng biến ảo hơn vạn thân ảnh. Trong lúc nhất thời ở xa xa có hơn trăm vạn đạo thân ảnh rậm rạp gào thét giết qua. Thi triển bí thuật, kỳ linh truyền âm cho Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Oanh, bên ngoài thân thể kỳ linh có chín đầu giao long như nước lũ quấn quanh, chính là chín đại bí thuật. Vèo vèo vèo, Kiều Trần giáo chủ cũng thi triển thủy chấn, sóng nước nhộn nhạo nhanh chóng tràn ngập chung quanh. Bí thuật công kích cần có thời gian, bí thuật đỉnh cấp nhất cũng chỉ có tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, mà gấp trăm lần cực hạn thiên đạo chính là một đại hạm, rất nhiều vĩnh hằng đế quân không cách nào vượt qua được tốc độ này. Chín đại bí thuật và thủy chấn rung động, chúng quấn vào nhau kết thật hoàn mỹ và công kích đối phương. Hơn trăm vạn thân ảnh giết tới, bành, uy năng bí thuật bao phủ. Lúc này tốc độ trăm vạn thân ảnh giảm mạnh, mỗi một con vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là chỗ đáng sợ của chúng, căn bản không có cách nào phân biệt rõ đâu là thật giả. Bí thuật của Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đồng thời liên thủ, những tính mạng huyền trần cao 5 trượng, 6 trượng đều bị giam cầm, căn bản không có cách nào di động được. Đặc biệt là thân thể tính mạng huyền trần cao 5 trượng đang rung động lắc lư và bắt đầu phá diệt. Đây là điểm đáng sợ của hai đại bí thuật, tốc độ của những tính mạng huyền trần khác chậm lại. Chết đi! Ánh mắt Kỳ Linh ngưng tụ, bỗng nhiên trên không trung con đường màu xanh xuất hiện một thế giới. Trong thế giới có núi cao, có hạp cốc, có dòng sông. Trung ương của thế giới này có ngọn núi cao hình dáng một thanh cự kiếm khổng lồ. Thế giới to lớn này chính là tâm chi thế giới của Kỳ Linh. Hình chiếu thế giới hàng lâm. Oanh! Hình chiếu thế giới khác với bí thuật. Bí thuật phi hành cần phải có thời gian, hình chiếu thế giới không cần có thời gian, nó là hình chiếu lập tức liền hàng lâm. Dùng tâm chi thế giới khổng lồ của Kỳ Linh, hôm nay thuộc về cùng cấp độ với phụ nhất đạo quân. Uy lực hình chiếu thế giới to lớn, cùng cấp độ với chín đại bí thuật. Chín đại bí thuật và thủy chấn không xen lẫn với nhau, phòng ngừa quấy nhiễu lẫn nhau. Thế nhưng hình chiếu thế giới lại hoàn toàn có thể điệp ra hoàn mỹ. Bành bành bành, những tính mạng huyễn trần cao 5 trượng đã phá diệt, đám tính mạng huyễn trần cao 6 trượng cũng bị phá diệt. Những con cao 7 trượng bị giam cầm bất động, tốc độ những con cao 8 trượng giảm mạnh còn một thành. Trốn thôi! Hai người Kỳ Linh lập tức khống chế phi chu màu đen, muốn dựa vào tốc độ đi qua. Dù sao những tính mạng huyễn trần có hơn vạn thân thể, căn bản không thể phân biệt thật giả, muốn giết cũng không thể giết. Đáng chết mà, làm cho ta tiêu hao lực lượng bổn nguyên. Hơn vạn thân ảnh của dị thú thủ lĩnh đang xông tới biến mất, chỉ còn lại có một con. Dị thú thủ lĩnh ngửa đầu gào thét, chỉ thấy mi tâm của nó xuất hiện một con mắt. Con mắt màu xanh này nhìn chằm chằm vào hai người Kỳ Linh. Hai người Kỳ Linh lập tức cảm giác được có uy hiếp chí mạng. Trên đường đá xanh, đám người Kỳ Linh khống chế phi chu màu đen bỏ chạy thục mạng. Bí thuật cùng với lực lượng hình chiếu thế giới cũng tiêu diệt sạch huyền thú thực lực nhỏ yếu. Thủ lĩnh dị thú phẫn nộ mở con mắt ở mi tâm ra. Trong nháy mắt nó mở mắt, trong con mắt như ẩn chứa không gian chú tể. Trong ánh mắt có một văn tự kỳ dị xuất hiện, văn tự do từng đạo thần văn cấu thành, 72 đạo thần văn cấu thành một chữ kia. Sao, đây là văn tự gì vậy? Kỳ Linh kinh ngạc nhìn qua liền nói: ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại văn tự này. Kỳ Linh lại cảm giác loại văn tự này ẩn chứa uy năng và huyền diệu vô tận. Trong tất cả thần văn phù văn mà hắn đã tiếp xúc, dường như chỉ có kiểu trọng hỗn độn cấm chế hình thành thanh hoa ấn ký mới có thể so sánh được. Oanh! Trên con đường đá xanh lúc này bộc phát hào quang mãnh liệt, hào quang vạn trượng chiếu rọi khắp nơi. Chín đại bí thuật, thủy chấn và hình chiếu thế giới của Kỳ Linh, tất cả đều bị văn tự này chấn áp. Đồng thời hào quang màu xanh còn bao phủ phi chu màu đen đang phi hành. Phi chu vốn bay gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, tốc độ giảm mạnh chỉ còn gấp 60 lần tốc độ ánh sáng. Thủ lĩnh dị tộc này dốc sức liều mạng sử dụng huyễn trần chi nhãn rồi, Kiều Trần giáo chủ kinh hãi nói. Bắc Minh, huyễn trần chi nhãn có được uy lực ảo thuật thật đáng sợ, người nhịn không được phải lập tức nói cho ta biết ngay. Ta chịu đựng được. Kỳ Linh cắn răng, hắn thi triển tâm lực, từng vòng tâm lực tràn ngập chung quanh, kiệt lực ngăn cản lực công kích vô hình. Kỳ Linh vừa chống cự
cũng cẩn thận quan sát văn tự trong độc nhãn của thủ lĩnh dị thú đang sử dụng. Hắn cảm giác được một chữ này có uy năng đáng sợ ở phương diện ảo thuật. Cần biết, người tu hành tâm lực có năng lực chống cự ảo thuật cực mạnh, còn mạnh hơn cả các vĩnh hằng đế quân rất nhiều. Kỳ linh chống cự huyễn trần chi nhãn vô cùng cố sức. Nếu như đổ lại thành một đạo quân đến, mặc dù là Lê Tinh công chủ cũng không thể gánh vác được, phải mượn nhờ lực lượng một ít kỳ bảo mới có hy vọng chạy trốn khỏi chết. Vĩnh hằng đế quân không cẩn thận cũng chết tại nơi này. May mắn Kỳ Linh là người tu hành tâm lực mới dám ngạnh kháng. Có thể nghĩ ảo thuật của huyễn trần chi nhãn đáng sợ cỡ nào. Ta có thể cảm giác được văn tự kỳ dị kia ẩn chứa ảo diệu ảo thuật vô tận. Kỳ Linh thầm nói, nếu như có thể nghiên cứu thông suốt, thực lực ảo thuật của ta sẽ tăng lên cực mạnh. Ba đại bí thuật mạnh nhất của Vũ Thường Đạo Quân, Kỳ Linh chỉ có thành tựu cực cao ở tâm lực diệt tuyệt thuật. Hắn yếu hơn người tu hành tâm lực khác ở phiên diện ảo thuật. Sát! Thủ lĩnh dị thú mở huyễn trần chi nhãn ra, đồng thời hóa thành hào quang tấn công. Phù! Tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Phi chu màu đen của Kỳ Linh hiện tại chỉ còn tốc độ gấp 60 lần ánh sáng. Nó đuổi theo kìa! Cửu Trần giáo chủ kinh hãi. Khá tốt, chỉ còn lại mình nó. Những dị thú giáp xanh cũng chỉ có thủ lĩnh dị thú có tốc độ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Những con dị thú giáp xanh cao 9 trượng chỉ có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Kỳ Linh đứng trên thuyền đầu, trong tay cầm Bắc Hồng kiếm, lúc này đâm ra một kiếm. Cánh tay phải tăng vọt 100 vạn dặm xuyên qua hư không. Bắc Hồng kiếm tăng vọt gần 1000 vạn dặm. Nó mang theo uy năng mênh mông bao phủ thủ lĩnh dị thú. Kiếm của Kỳ Linh rất quỷ dị, nhìn như mênh mông lại ẩn chứa ảo diệu, làm cho địch nhân không thể phán đoán quy tích. Bành! Lợi chảo của thủ lĩnh dị thú tới gần, lợi chảo trực tiếp đánh lên biên giới mũi kiếm Bắc Hồng kiếm. Lực trùng kích đáng sợ từ Bắc Hồng kiếm truyền tới. Tuy kiếm thuật của Kỳ Linh huyền diệu và tỏa ra uy năng đáng sợ, tay phải của hắn run lên, hắn kìm lòng không được lui về phía sau 3 bước. Sao, như thế nào? Cửu Trần giáo chủ lo lắng nói. Quá mạnh, năng lực cận chiến của nó mạnh hơn chúng ta. Kỳ Linh lắc đầu. Nếu như không có áo giáp chúa tể, chính mình vừa rồi đã bị đánh trọng thương, thổ huyết. Xem ra phải mất một kiện bảo bối rồi. Nói xong, Kỳ Linh tay phải nắm lấy một lệnh bài màu vàng, là do Khổng Tắc đạo quân sau khi chết lưu lại. Lệnh bài màu vàng này dùng để bảo vệ tính mạng. Bảo bối ngược lại là có vài món, thế nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 2 kiện. Lệnh bài màu vàng này là của một gã đại năng vĩnh hằng đế quân không biết lai lịch luyện chế mà thành. Một khi bóp nát thi triển ra, sẽ hình thành hư ảnh một tòa núi lớn màu vàng chấn áp trên người địch nhân. Kỳ Linh xem chừng chỉ có thể sử dụng lệnh bài này mới đủ làm cho thủ lĩnh dị thú kia tốc độ giảm mạnh bởi không kịp bọn hắn. Không cần phải gấp gáp dùng đạo phù đâu, Kiều Trần giáo chủ liền nói. Đạo phù rất chân quý, có thể không dùng thì không cần dùng. Sao, người có biện pháp ư? Kỳ Linh nhìn hắn. Những đạo phù này rất khó đạt được, là Khổng Tắc đạo quân tích lũy vô số năm tháng. Khổng Tắc còn lại 2 kiện, còn một tấm chúa tể đạo phù cùng với thể không bàn của chúa tể mang ngay quốc. Đây là 4 thứ Kỳ Linh có thể dùng được. Có lẽ có nắm chắc. Kiều Trần giáo chủ chằm chằm nhìn vào nơi xa. Đợi nó cách chúng ta gần một chút thì ta sẽ động thủ. Sao? Kỳ Linh đứng bên cạnh quan sát. 9 đại bí thuật xung quanh phi chu màu đen rung động, lực lượng hình chiếu thế giới tận lực làm suy yếu trùng kích ở bên ngoài. Phi chu màu đen dùng tốc độ gấp 62 lần tốc độ ánh sáng bay đi. Thủ lĩnh dị thú đằng sau dùng tốc độ gấp 100 lần tốc độ tới gần. Đáng chết mà, các ngươi đều đi chết đi. Thủ lĩnh dị thú gầm thét và tiếp cận. Nó chính là tính mạng vô cùng đáng sợ, ảo thuật mạnh tới mức dọa người. Huyễn trần đạo lĩnh vực còn mạnh hơn 9 đại bí thuật của Kỳ Linh một đại cấp bậc. Cận chiến rất mạnh, muốn dựa vào thực lực bản thân còn sống thông qua huyễn trần đạo là không thể nào, cũng cần mượn nhờ đạo phù mới được. Vù vù, khoảng cách song phương không ngừng được rút ngắn. Đến thời điểm rồi. Đôi mắt Kiều Trần giáo chủ sáng ngời, hắn vươn tay phải ra, trong tay xuất hiện một trận đồ kỳ dị. Ông trận đồ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng biến lớn. Nó giống như bầu trời che phủ thủ lĩnh dị thú, mà thủ lĩnh dị thú tức giận gào thét. Nó bị trận đồ cực lớn bao phủ. Trận đồ cực lớn từ trong ra ngoài là tầng tầng trận pháp kỳ dị, cũng có mấy ngàn trận pháp điệp ra. Bị vây ở bên trong, thủ lĩnh dị thú phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ, đồng thời nó điên cuồng công kích chung quanh. Cả trận đồ không ngừng run rẩy. Khi thì có trận pháp nghiền nát, nó muốn lao ra khỏi trận pháp.
nó phá không được đâu. Kiều Trần giáo chủ vô cùng đắc ý nói, dựa vào man lực muốn anh phá trận đồ, trừ phi một lần phá hủy 3.500 trận pháp, nếu không trận pháp có thể không ngừng tái sinh, chỉ cho tới khi uy năng của nó hao hết mới có thể đi ra ngoài. Trận đồ có thể kiên trì bao lâu đây? Kỳ Linh truy vấn. Có lẽ có thể kiên trì được một lát. Kiều Trần giáo chủ hơi do dự nói, ta cũng thi chiến lần đầu tiên thôi. Kỳ Linh nghe xong liền khống chế phi chu màu đen toàn lực chạy thục mạng. Dị thú thủ lĩnh bị vây trong trận đồ không ngừng gào thét, đám người Kỳ Linh không ngừng bỏ chạy thục mạng, dần dần khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Có lẽ đã cắt đuôi được rồi. Sau khi bay một canh giờ, Kỳ Linh thở ra một hơi. Hiện tại bọn họ vẫn bảo trì tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, có lẽ đối phương sẽ không đuổi kịp. Kiều Trần, ngươi nói ngươi lần đầu tiên thi triển trận đồ sao? Kỳ Linh hỏi. Còn bảo ta đừng dùng đạo phù, chẳng lẽ trận đồ của ngươi không phải đạo phù sao? Không phải, nó là pháp bảo trận đồ đặc thù. Kiều Trần giáo chủ cười khẽ và vươn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một tấm nhãn đặc thù, trên tấm nhãn này có vô số trận pháp rậm rạp. Tổ tiên ban cho ta pháp bảo trận đồ này, chỉ cần hao phí 1.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch là có thể tích lũy uy năng của trận đồ, về sau có thể thi triển một lần, mặc dù là vĩnh hằng đế quân cũng phải bị khốn trụ hồi lâu. Kỳ Linh nghe xong đôi mắt tỏa sáng, bảo bối tốt à, vậy mà có thể thi triển nhiều lần ư? Hao phí 1.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch mới có thể thi triển một lần ư? 1.000 vạn phương nghe rất nhiều, nhưng pháp bảo trận đồ này lại có thể vây khốn vĩnh hằng đế quân. Nếu như là chúa tể, bằng vào pháp lực bản thân có thể kích phát được. Kiều Trần giáo chủ nói, pháp lực của ta không đủ tinh thuần, chỉ có thể dựa vào hỗn độn tinh thạch chậm rãi bổ sung. 1.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch cũng cần 2-3 ngày mới có thể bổ sung đủ. Ban đầu ở chiến trường thượng cổ, pháp bảo này cũng có danh tiếng đấy. Kỳ Linh âm thầm cảm khái, chiến tranh thượng cổ đúng là vô cùng đáng sợ, cũng xuất hiện rất nhiều pháp bảo thần kỳ, như Huyễn Trần Đạo chỉ là một trong số rất nhiều di tích của chiến trường mà thôi. Nó đã có thể thay nghén ra dị thú, đặc biệt là dị thú thông lĩnh sử dụng văn tự kỳ dị, làm cho Kỳ Linh cảm thấy rung động và si mê. Cũng khó trách lịch đại đạo quân nghịch thiên không ngừng đi mạo hiểm tìm kỳ ngộ, thậm chí ngay cả vĩnh hằng đế quân cũng lần lượt đi thăm dò. Cái văn tự kia, bỗng nhiên nhìn Huyễn Trận văn tự trong độc nhãn, hắn đã sớm ghi nhớ hoàn toàn, bắt đầu nghiên cứu ảo diệu ở trong đó. Phù, phi chu màu đen phi hành với tốc độ cao, lại qua 3 ngày, rốt cuộc phi chu cũng bay ra khỏi Huyễn Trần Đạo. Ra khỏi Huyễn Trần Đạo qua 2 tháng, lại tới khu vực trọng yếu khác trong Ngũ Tinh Hải, Tinh Hà Lưu Vực. Thực sự là đồ sộ mà. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đứng ở đầu thuyền nhìn Tinh Hà Lưu Vực mênh mông. Trong Tinh Hà Lưu Vực nội có ngôi sao lơ lửng không thể tính toán, ngôi sao có lớn có nhỏ, nhỏ không đáng kể, nhưng ngôi sao lớn còn lớn hơn cả Thái Dương tinh của tam giới. Tất cả ngôi sao đều giống như kim quang đúc thành. Nhìn vào khu vực này, cả Tinh Hà Lưu Vực chính là một thế giới cắt vàng. Nó rộng lớn không nhìn thấy cuối cùng. Nghe nói có đại năng có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngoại hình của Tinh Hà Lưu Vực. Nó như một nhánh sông, cho nên mới có tên này. Tinh Hà Lưu Vực còn lớn hơn Huyễn Trần Đạo rất nhiều. So sánh với nó, Huyễn Trần Đạo quả thực chỉ là hành lang nhỏ mà thôi. Kiều Trần giáo chủ cảm khái nói, chúng ta phải vượt qua 30 vạn năm trong khu vực này, cũng là 30 vạn năm tương đối an toàn. Kỳ Linh nói, nếu như vận khí tốt, nó không chừng có thể rất thông thuận thông qua cả Tinh Hà Lưu Vực. Kiều Trần giáo chủ cũng chờ mong. Huyễn Trần Đạo là nơi có nguy hiểm khắp nơi, mà Tinh Hà Lưu Vực lại an toàn hơn rất nhiều. Sở dĩ nó bị đám người Kỳ Linh liệt vào hiểm địa hàng đầu chính là bởi vì hao phí suốt 30 vạn năm. Dù sao, mặc dù Tinh Hà Lưu Vực tương đối an toàn, cũng cần 30 vạn năm mới đi qua được. Nói không chừng lúc nào đó vận khí kém, đụng phải một ít nguy hiểm đáng sợ. Trong Tinh Hà Lưu Vực có một ít nguy hiểm đáng sợ còn vượt qua cả Huyễn Trần Đạo. Nhưng nếu như vận khí tốt, cũng không thể không phải nguy hiểm đáng sợ gì, dễ dàng sẽ thông qua. Huyễn Trần Đạo là nhất định gặp nguy hiểm, Tinh Hà Lưu Vực phải xem vận khí. Đi thôi. Phi chu màu đen bay vào trong Tinh Hà Lưu Vực. Bên trong Tinh Hà Lưu Vực có vô số ngôi sao tỏa ra hào quang màu vàng. Vô số ngôi sao này giao thoa tương hỗ lẫn nhau, lực lượng vô hình tràn ngập khắp cả Tinh Hà Lưu Vực. Lực lượng này vượt xa Huyễn Trần Đạo, chỉ cần khu vực bị lực lượng này bao phủ, kiếm thuật siêu việt không gian của Kỳ Linh cũng không cách nào tiến hành xuyên qua không gian được. Thuận lợi ngoài ý muốn, trong thời gian xuyên qua Tinh Hà Lưu Vực,
hai người Kỳ Linh cũng phát hiện một ít dấu vết chiến trường thượng cổ, thậm chí gặp được qua một ít phiền toái nhỏ, nhưng nguy hiểm chân chính lại không gặp phải. Ngay cả bức bách Cửu Trần giáo chủ thi triển trận đồ cũng không gặp được. Cứ như vậy liền qua 30 vạn năm. Thực sự là thông thuận à? Xem chừng còn có lữ trình vài chục năm là xuyên qua tinh hà lưu vực rồi. Cửu Trần giáo chủ vô cùng vui mừng. Kỳ Linh cũng có chút chờ mong. Kỳ Linh cũng không có nhàn rỗi suốt 30 vạn năm qua. Hắn khi thì tìm hiểu huyễn trận văn tự, hấp thu ảo diệu trong đó, sáng tạo ảo thuật của mình. Khi thì tìm hiểu kiếm đạo của bản thân. Hôm nay trong năm đại kiếm ý, tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, âm dương kiếm ý, nó đạt tới tầng thứ 3. Duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý còn khiếm khuyết đôi chút. Hiển nhiên muốn đột phá đến đạo quân tam bộ còn rất khó khăn. Về phần ảo thuật, huyễn trận văn tự quá mức huyền diệu, như thanh hoa ấn ký kiểu trọng hỗn độn cấm chế là từng bước một dẫn dắt Kỳ Linh tu luyện. Huyễn trận văn tự chính là thứ của đại năng vô cùng cường đại trong chiến trường thượng cổ lưu lại, cũng không phải là vi truyền thừa. Kỳ Linh chỉ có thể tận lực hấp thu chút ít kinh nghiệm mà thôi. Cho dù như thế, uy lực ảo thuật của hắn cũng tăng lên vài lần. Trong người tu hành tâm lực cùng cấp, ảo thuật xem như sở đoản của hắn, nhưng tốt xấu gì chênh lệch cũng không quá xa. Sao, Bắc Minh, ngươi mau nhìn kìa. Kiều Trần giáo chủ chỉ vào nơi xa xa. Kỳ Linh nhìn theo hướng Kiều Trần giáo chủ chỉ dẫn. Hắn nhìn thấy trên một ngôi sao xa xa có di tích. Xem ra là di tích chiến trường thượng cổ. Chúng ta cũng đi xem một chút nào. Kiều Trần giáo chủ liền nói. Đi. Đám người Kỳ Linh đã rất quen thuộc. Kể từ khi biết Ngô Tinh Hải là cả chiến trường thượng cổ, rất nhiều di tích bị bọn họ phỏng đoán ra nguyên nhân hình thành. Ví dụ như huyễn trần đạo, hai người Kỳ Linh cũng đoán lúc ấy trên chiến trường cần bố trí cấm chế. Một khi địch nhân tiến vào trong trận pháp cấm chế, tự nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Cần biết huyễn trần đạo không có ai chủ trì, chỉ bằng vào thủ lĩnh dị thú đã có uy năng đáng sợ như thế. Nếu như chủ nhân bố trí nó lúc trước còn sống, chủ động khống chế huyễn trần đạo còn mạnh cỡ nào đây, chút thực lực của đám người Kỳ Linh sẽ bị diệt sát ngay lập tức. Kỳ thật ban đầu ở trong động quật, nhìn thấy sinh vật hình người và thi thể hai vị chúa tể, hai người Kỳ Linh cũng hiểu chiến trường thượng cổ thảm thiết cỡ nào, vượt qua bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Phù, phi chu bay thẳng vào ngôi sao kia. Khi tới gần, hai người Kỳ Linh cũng nhìn thấy rõ trên ngôi sao có kiến trúc rách nát, kiến trúc cả động phủ tan vỡ tung tóe, chỉ còn lại có một ít cột trụ và vách tường tàn phá. Ta đoán lúc trước có một vị đại năng trốn vào trong động phủ, bằng vào cấm chế trùng trùng điệp điệp trong động phủ bảo vệ tính mạng, cuối cùng động phủ bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Kiều Trần giáo chủ nói, đồng thời phi chu cũng đáp xuống ngôi sao. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ bay tới khu vực tàn phá kia. Động phủ đến bây giờ vẫn còn sót lại chút uy năng. Kỳ Linh nhìn một cây cột sót lại, cây cột nguy nga cao vạn trượng, phía trên còn có tầng tầng bạch quang tỏa sáng, mặc dù chưa qua vô tận tuế nguyệt vẫn còn tồn tại uy năng như cũ. Hình như không có bảo bối gì. Kiều Trần giáo chủ nhìn xung quanh nói, 30 vạn năm chúng ta lưu lại trong tinh hà lưu vực, thời gian dài như vậy đụng phải không ít di tích, nhưng không có lấy một kiện bảo bối nào. Những di tích này không có nguy hiểm gì, đoán chừng đã sớm bị phát hiện rồi. Kỳ Linh nói. Sao? Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đồng thời quay người nhìn sang một hướng. Trong một vách tường tàn phá rách nát có một thân ảnh đi ra, mái tóc của hắn tán loạn, hắn đi chân trần và mặc áo bào rách dưới. Hai vị. Lúc này có nam tử áo vàng đi chân trần tới gần. Ngươi là người tu hành hay là... Kỳ Linh nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta là tinh hà nhất tộc Lai Gia Đạo Quân. Nam tử áo vàng cười nói. Tinh hà nhất tộc ư? Kiều Trần giáo chủ cười nói. Đã sớm nghe nói qua, trong tinh hà lưu vực có tinh hà nhất tộc. Chúng ta lưu lại trong tinh hà lưu vực suốt 30 vạn năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp tinh hà nhất tộc đây. Nam tử áo vàng cười. Tinh hà nhất tộc của chúng ta có rất nhiều chi nhánh, có vài chi ở sâu trong tinh hà lưu vực, đều có trận pháp cấm chế ẩn nấp, ngoại nhân không thể phát hiện ra được. Chỉ có một chút ít đi ra ngoài mạo hiểm lưu lạc mới có thể tiếp xúc với bên ngoài. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ cũng hơi hiểu về tinh hà nhất tộc này. Bất kể là tinh đồ thiên nhất đạo quân đạt được từ đạo hay là hình thiếu lão tổ ban cho tinh đồ, trong tinh hà lưu vực đều trọng điểm giới thiệu về tinh hà nhất tộc này. Tinh hà nhất tộc là một chi thế lực người tu hành phiêu bạt trong hắc ám vô tận lang thang tới đây. Bọn họ đã bị 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực xa lánh, cuối cùng lựa chọn tinh hà lưu vực làm gia viên của mình.
Bọn họ sinh tồn gian nan, sinh tồn vô tận tuế nguyệt, vì vậy bên ngoài gọi là tinh hà nhất tộc. Cần biết thế lực người tu hành phiêu bạt trong hắc ám vô tận bên ngoài tới cũng không ít, phần lớn đều rất yếu, không cách nào so sánh với thế lực bản thổ vô tận cương vực. Chỉ có hắc ám quốc độ cực kỳ cường đại, trở thành một trong sáu thế lực lớn của vô tận cương vực. Cũng bởi vậy đạo minh và một ít thế lực lớn khác sang lánh hắc ám quốc độ rất mạnh, thường xuyên có chém giết thảm thiết. Ngược lại thế lực nhỏ yếu như tinh hà nhất tộc từ ngoài tới, tuy bị sang lánh nhưng chỉ cần ngoan ngoãn không thẩm thấu vào vô tận cương vực, thế lực đạo minh trong vô tận cương vực cũng tương đối hiền lành với họ. Tinh hà nhất tộc vẫn phi thường hảo hữu với vô tận cương vực. Dù sao bọn họ muốn mượn nhờ thế lực đạo minh khoan dung để sinh tồn, sao không dám hảo hữu đây? Cho nên nếu như lưu lạc trong tinh hà lưu vực đụng phải tinh hà nhất tộc, ngược lại lại là chuyện tốt, người tinh hà nhất tộc sẽ chỉ dẫn cho bọn họ. Đúng vậy, lần này chúng ta rời khỏi tinh hà lưu vực mới đụng phải tinh hà nhất tộc các ngươi. Kỳ Linh cười nói, nếu là sớm đụng phải, có lẽ lộ trình của chúng ta lại càng thông thuận hơn. Hai vị phải rời khỏi tinh hà lưu vực ư? Lai Gia Đạo Quân hiếu kỳ hỏi. Phải rời đi. Kiều Trần giáo chủ cũng gật đầu. Trong tinh hà lưu vực có rất nhiều bảo địa, không biết hai vị có thể đi vào được không? Đến ra Bảo Đạo Quân nói ra. Sao, bảo địa ư? Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói. Tuy nhiên phát hiện một ít di tích nhưng không có bảo bối gì. Tinh hà lưu vực quá lớn, tuy hai vị lưu lạc trong tinh hà lưu vực 30 vạn năm, có thể nhìn thấy chỉ là phần nhỏ trong tinh hà lưu vực mà thôi. Lai Gia Đạo Quân nói. Tinh hà nhất tộc chúng ta sinh hoạt tại đây vô tận tuế nguyệt, nhiều đời đạo quân, thậm chí vĩnh hằng đế quân không ngừng mạo hiểm lưu lạc điều tra. Chúng ta hiểu tinh hà lưu vực hơn các vị nhiều. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều gật đầu. Trải qua nhiều đời tích lũy, tinh hà nhất tộc chúng ta cũng biết trong tinh hà lưu vực có một ít di tích cường đại. Lai Gia Đạo Quân nói. Lần này ta chuẩn bị tiến vào một di tích ở trong đó, bởi vì ta sớm đã đạt tới biên giới hợp đạo, có thể sẽ hợp đạo. Ta căn bản không có một chút nắm chắc nào, cho nên đi ra ngoài mạo hiểm ma luyện, hy vọng có thể gia tăng một ít nắm chắc khi hợp đạo. Sao, hợp đạo ư? Kiều Trần giáo chủ than thở nói. Hợp đạo rất khó khăn. Đúng vậy, rất khó. Kỳ Linh cũng lắc đầu. Nhắc tới hợp đạo, bất luận một đạo quân nghịch thiên nào cũng cảm thấy áp lực, bởi vì từ nhất bộ đến nhị bộ đến tam bộ rồi tứ bộ tuy cũng rất khó, nếu đi đường rẽ sẽ thất bại, nhưng tương đối mà nói nó vẫn an toàn. Như Kỳ Linh ngộ ra kiếm đạo trung cực tầng thứ 2 chính là đạo quân nhị bộ, lúc hắn ngộ ra tầng thứ 3 sẽ tiến vào đạo quân tam bộ. Hợp đạo thì lại khác. Hợp đạo nó dung hợp đạo của bản thân một cách hoàn mỹ, là thành công hay là thất bại phải trải qua quá trình hợp đạo mới có thể chính thức dung hợp. Không có khả năng trước khi hợp đạo nói ta 100% thành công. Như Kỳ Linh hiện tại bước vào nhị bộ, tương lai lại bước vào tam bộ, tứ bộ, chỉ hiểu được đạo cũng không dám nói thành công 10 phần. Có thể hợp đạo, trước khi hợp đạo không ai dám nói mình thành công. Như Đại Vực, Tố Phong Đạo Quân chính là trăm lưu hợp đạo, cuối cùng hợp đạo thất bại. Kỳ Linh tương lai còn cần trải qua quá trình kiếm đạo hợp đạo. Kiêu ngạo như Kỳ Linh cũng chỉ dám nói tương lai trở thành đạo quân tứ bộ, còn về phần hợp đạo ư, hắn không cho rằng có thể. Thiên đạo càng nghịch thiên, hợp đạo lại càng khó. Kiều Trần giáo chủ thổn thức cảm khái nói. Không biết tương lai của ta hợp đạo có thành công hay không đây. Nếu như đi hợp đạo, nhược tiểu sẽ dễ dàng hơn không ít đâu. Sao, người cam tâm đi đạo nhỏ yếu ư? Kỳ Linh hỏi lại. Nội tâm Kỳ Linh cũng than thở. Chính mình đi kiếm đạo trung cực càng thêm khó. Cần biết như Lê Tinh Cung Chủ, Kiều Trần giáo chủ là vài đạo quân mạnh nhất về kết hợp hoàn mỹ. Nếu như trở thành vĩnh hằng đế quân thì chính là chúa tể. Như chính mình kiếm đạo trung cực càng cường đại hơn, nếu như trở thành vĩnh hằng đế quân chỉ sợ còn mạnh hơn ba đại chúa tể. Nhưng Kỳ Linh chưa từng nghe nói có người mạnh hơn ba đại chúa tể, từ đó có thể thấy độ khó cao cỡ nào. Hợp đạo của mình khó khăn vượt quá đám người Lê Tinh Cung Chủ và Kiều Trần giáo chủ hợp đạo trong tương lai. Đương nhiên không cam lòng rồi, đạo nhỏ yếu cho dù hợp đạo thành công cũng bị kẻ khác săn giết mà thôi. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói. Hai vị có thể lưu lạc trong tinh hà lưu vực cũng định trước không phải là đạo quân bình thường rồi. Lai Gia Đạo Quân tán dương nói. Ta cũng đồng ý với hai vị, trên tu hành nên truy cầu mạnh hơn. Nếu không thành vĩnh hằng đế quân, có thể trở thành vĩnh hằng đế quân nhỏ yếu cũng không thể che chở tinh hà nhất tộc ta được.
Kỳ Linh, Cửu Trần và Lai Gia cộng minh với nhau, bọn họ lựa chọn con đường đạo quân nghịch thiên. Cảnh giới càng cao cho nên ngộ đạo bản thân càng cao, nắm chắc thập đạo cũng gia tăng một chút. Lai Gia đạo quân nói: lần này ta chuẩn bị đi di tích cường đại tên là Đình Nam Hành Cung. Trong di tích cổ xưa, trong tinh hà lưu vực cũng xếp hạng top 10. Tục truyền là đại năng cấp chúa tể lưu lại, không biết hai vị có nguyện ý đi cùng ta tới đó hay không? Sao? Đình Nam Hành Cung ư? Đại năng chúa tể lưu lại sao? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nhìn nhau, bọn họ đều động tâm. Sông sáo bên ngoài để làm cái gì đây? Không phải tìm bảo địa chân chính hay sao? Hành cung của chúa tể lưu lại đích thị là bất phàm. Không, không tốt lắm đâu. Kiều Trần giáo chủ nói: nơi này là tinh hà nhất tộc, các ngươi thăm dò vô tận năm tháng mới phát hiện ra. Tin tức này chắc chắn là bí mật, không chuyển ra ngoài. Người dẫn hai ta đi qua, chỉ sợ... Không cần lo lắng. Lai Gia đạo quân cười nói: tinh hà nhất tộc không dễ chuyển tin tức tuyệt mật ra ngoài đâu. Nếu ta đã đạt tới biên giới hợp đạo, ta cũng không cam lòng làm đạo quân tầm thường. Lúc này mới đạt được đế quân, trong tộc cáo chi mới biết được vị trí chuẩn xác của Đình Lam hành cung. Đối với đạo quân vô tận cương vực đi vào tinh hà lưu vực, tinh hà nhất tộc chúng ta có khả năng giúp thì giúp, chỉ cần hai vị cam đoan không để lộ tin tức ra ngoài là được rồi. Sao? Đã như vậy... Cửu Trần giáo chủ mở miệng nói: hai ta sẽ đi cùng đạo hữu vậy. Kỳ Linh cũng mở miệng: hai người bọn họ đã sớm nghe nói tinh hà nhất tộc thập phần hảo hữu với người vô tận cương vực. Hơn nữa, thiếu nhân tình của tinh hà nhất tộc, tương lai nếu như Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ thực trở thành vĩnh hằng đế quân, bọn họ có địa vị cực cao trong vô tận cương vực. Bọn họ thiếu nợ nhân tình của tinh hà nhất tộc, tự nhiên sẽ chiếu cố tinh hà nhất tộc. Chúng ta đi trước, liền dựa theo quy củ cũ, mọi người cùng lập lời thề bổn mạng. Cửu Trần giáo chủ nói: tốt, lập lời thề bổn mạng, như vậy cũng an tâm hợp lực xông qua Đỉnh Nam hành cung rồi. Lai Gia đạo quân cũng đồng ý. Lập lời thề bổn mạng, Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ có thể chính thức tiến nhiệm Lai Gia đạo quân. Dù sao, Lai Gia đạo quân quả thật tính kế bọn họ, mặc dù chỉ là ám toán, một khi có động tác sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả và thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp may mắn như vậy. Kiều Trần giáo chủ cười nói: đang đi đường cũng có thể gặp được cơ duyên rơi xuống đầu của mình. Ta có thể gặp được hai người, Kiều Trần, Bắc Minh các ngươi cũng là cơ duyên của ta mà. Lai Gia đạo quân cười nói: đạo quân biên giới hợp đạo của tinh hà nhất tộc ta đi ra lịch lãm rèn luyện cực ít, hai vị lại có thể gặp được ta là quá tình cờ. Đây cũng là cơ duyên, hơn nữa tinh hà nhất tộc ta sớm đã có tộc quy cho phép mang các ngươi đi vào di tích, hai vị cũng không cần cảm tạ ta. Tối đa ghi nhớ tình cảm tinh hà nhất tộc ta là được rồi. Nếu hai vị tương lai có thể thành tựu vĩnh hằng, cũng có thể chiếu cố một chút được. Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ cũng gật đầu. Thành vĩnh hằng khả năng thấp cỡ nào đây? Nếu thật sự thành công, thoáng chiếu cố tinh hà nhất tộc cũng là một chuyện nhỏ. Cưới phi chu màu đen, Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ, Lai Gia đạo quân đi vào trong tinh hà lưu vực. Đỉnh Nam hành cung cũng không tính là xa, dùng tốc độ phi chu 700 năm sẽ tới thôi. Lai Gia đạo quân nói: Đỉnh Nam hành cung hơi nguy hiểm, bất quá ta có phần quen thuộc Đỉnh Nam hành cung, chỉ cần hai vị đi theo ta, tin tưởng có nắm chắc bảo vệ tính mạng. Ồ, Lai Gia huynh cũng đừng xem nhẹ ta cùng Bắc Minh. Kiều Trần giáo chủ nói: đến lúc đó nó không chừng Lai Gia huynh còn cần hai ta hỗ trợ đấy. Kiều Linh cũng cười nói: à, đến lúc đó chúng ta thi triển thủ đoạn vậy. Lai Gia đạo quân cũng nói. Kiều Trần giáo chủ nói: đúng rồi, Lai Gia huynh, ta nghe nói tinh hà nhất tộc các ngươi di chuyển từ hắc ám vô tận tới đây phải không? Kỳ Linh cũng nhìn về phía Lai Gia đạo quân, hắn cũng tò mò việc này. Lai Gia đạo quân gật đầu nói: biết rõ việc này cũng không ít, cách đây thật lâu rồi, quê hương của chúng ta nằm ở Không Liên vực giới. Bởi vì một hồi đại chiến chưa từng có, cả Không Liên vực giới bị phá thành mảnh nhỏ, thế lực chúng ta không muốn chết nên phải di chuyển. Chúng ta phiêu bạt trong hắc ám vô tận thật lâu, thật lâu. Đạo quân của Không Liên vực giới trước kia đều chết đi cả. Dù sao năm tháng phiêu bạt gần trăm vạn năm, trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên. Trong quá trình phiêu bạt đó, tộc nhân còn lại trong một ít pháp bảo động thiên của Vĩnh Hằng Đế Quân cũng đã sinh sôi nảy nở. Vĩnh Hằng Đế Quân mang theo chút ít tộc nhân trải qua gần trăm vạn hỗn độn kỷ phiêu bạt, rốt cục đi vào vô tận cương vực, cuối cùng nhất lựa chọn tinh hà lưu vực làm nơi ở lại. Hiện tại
người Tinh Hà nhất tộc chúng ta đều là mới sinh ra trong Tinh Hà lưu vực, chỉ còn có mấy vị Vĩnh Hằng Đế Quân từ Khổng Liên vực giới phiêu bạt tới đây là người cũ thôi. Nhưng đạo quân chúng ta hiện tại không biết gì về Khổng Liên vực giới cả. Lai Gia đạo quân giải thích. Kỳ Linh, Kiều Trần nghe xong đều rung động. Phiêu bạt gần 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên nư, hắc ám vô tận thực quá lớn, quá lớn. Khó trách Thành Vĩnh Hằng Đế Quân mới dám đi phiêu bạt lang thang. Dù sao lữ trình dài dằng dặc như thế sẽ làm cho đạo quân tuyệt vọng. Kỳ thực mặc dù đối với Vĩnh Hằng Đế Quân mà nói, 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên cô tịch cũng rất đáng sợ. Chỉ có thật rảnh rỗi như Thuyết Giám Đế Quân cảm thấy vô tận cương vực đã bị hắn đi khắp một lượt, cảm thấy quá không có ý nghĩa, vì vậy mới tiến vào hắc ám vô tận phiêu bạt tìm kiếm cảm giác kích thích. Rời khỏi quê quán, sinh tồn sinh sôi nảy nở rất gian nan. Lai Gia đạo quân cảm khái, vô tận cương vực cũng gặp âm dương sinh tử luân uy hiếp, nghe nói thật lâu sau đó Tinh Hà lưu vực sẽ bị hủy diệt, Tinh Hà nhất tộc chúng ta lại phải tiếp tục lang bạt rồi. Sao âm dương sinh tử luân nữa? Kỳ Linh và Kiều Trần cũng cảm khái, chỉ sợ sau này thật lâu các thế lực vô tận cương vực cũng phải lang thang phiêu bạt. Đương nhiên nếu như hai người bọn họ không hợp đạo cũng không nhìn thấy ngày đó. Đi trong Tinh Hà lưu vực, ba người cùng tán gẫu, đảo mắt đã qua hơn 100 năm. Phía trước chính là Đình Nam hành cung, xung quanh đã bị Tinh Hà nhất tộc chúng ta bố trí cấm chế che giấu rồi, đợi đến ta mở ra cấm chế có thể nhìn thấy Đình Nam hành cung này. Ở đầu thuyền, Lai Gia đạo quân nói với Kỳ Linh và Kiều Trần. Kỳ Linh, Kiều Trần đều cảm thán Tinh Hà nhất tộc đúng là giả hoạt, còn cố ý bố trí cấm chế che đậy Đình Nam hành cung. Hai người Kỳ Linh cũng hiểu cách làm của Tinh Hà nhất tộc, mặc kệ nhà ai cũng giấu kỹ thứ tốt. Lai Gia đạo quân đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy pháp lực bắt đầu khởi động, pháp lực nhanh chóng ngưng kết thành phù văn, lúc này nhanh chóng ngưng tụ thành 9 phù văn. 9 phù văn lơ lửng và tỏa ra bạch quang mờ mịt. Mở! Lai Gia đạo quân quát lạnh một tiếng, vù vù vù. 9 phù văn cổ xưa bắt đầu bay qua không trung, hư không xuất hiện một ít rung động, trung ương rung động biến thành hư không chi môn. Xuyên thấu qua hư không chi môn, đã nhìn thấy phía bên kia hư không chi môn xuất hiện một cung điện vô cùng to lớn. Đi, đi vào, hư không chi môn này duy trì không bao lâu đâu. Lai Gia đạo quân liền nói, đi. Ba người Kỳ Linh hóa thành hào quang bay thẳng vào trong hư không chi môn. Xuyên qua hư không chi môn, ba người Kỳ Linh nhìn thấy trước hư không chi môn là cung điện vô cùng to lớn. Cung điện màu vàng kiến tạo vô cùng hoa lệ, phía trên có vô số điêu khắc đồ án rất xa hoa. Cung điện cao quý mà không mất đi uy vũ. Trước cửa cung điện có hai chữ lớn Đình Nam. Hai chữ này còn có lôi đình tia chớp vần quanh, văn tự mang theo ý cảnh cao cao tại thượng. Đồng thời cả cung điện tỏa ra uy áp vô hình, làm cho nội tâm Kỳ Linh cảm giác vô cùng run rẩy. Còn chưa tiến vào bên trong, chỉ cần đứng từ xa nhìn đã cảm thấy có uy hiếp bao phủ tâm thần. Nói rõ, chủ nhân tòa Đình Nam hành cung này đang cảnh cáo kẻ đến sau. Lai Gia đạo quân kể nói, hai vị không cần phải lo lắng đâu. Kỳ Linh lắc đầu, nhìn hai chữ trên cửa cung điện thì ta biết ngay, hẳn là đại năng cấp chút tế. Chỉ có đại năng cấp độ này hơi lưu lại chút chuẩn bị ở phía sau cũng đã có thể lấy mạng của chúng ta rồi. Chỉ cần đừng sinh tham lam, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu. Lai Gia đạo quân nói, lòng tham lam ư? Kỳ Linh và Kiều Trần nhìn nhau, chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn thấy bảo vật mà không lấy ư? Kiều Trần nhíu mày. Lai Gia đạo quân nói tiếp, lần trước khi ta đi, đế quân tộc ta cũng nói Đình Nam hành cung có hai trọng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ vứt đi tính mạng. Chỉ cần vượt qua hai trọng nguy hiểm này, đằng sau có lẽ còn chút ít phiền toái nhỏ, nhưng tuyệt đối là nguy hiểm sống chết. Cho nên ta biết rõ tin tức hai nguy hiểm phía trước kia. Đằng sau đế quân không nói tỉ mỉ, chỉ nói là đừng sinh lòng tham lam, sẽ không có chuyện gì. Ta lúc này vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ đi cung điện nhìn thấy bảo vật mà không động vào ư? Tuy đế quân chỉ nói đi vào sẽ biết rõ thôi. Sao, chỉ cần đi vào là sẽ biết ư? Kỳ Linh cười nói, cũng tốt, nếu không đi vào trước, tất cả đều biết trước thì làm gì có hiệu quả ma luyện đây. Kiều Trần gật đầu nói, đi, đi vào nào. Hai người bọn họ đều rất tín nhiệm Lai Gia đạo quân, nói cho cùng là tín nhiệm lời thề bổn mạng. Đã lập lời thề bổn mạng, Lai Gia đạo quân sẽ không lừa gạt nói dối. Cửa điện cao lớn, ba người Kỳ Linh đi qua, bước qua cánh cửa. Kỳ Linh kìm lòng không được, ngẩng đầu nhìn hai chữ Đình Lam trên cao, ẩn ẩn cảm giác trong đó có lẽ có ảo diệu. Đáng tiếc hắn đi kiếm đạo mà không phải lôi đạo. Trong cung điện to lớn có đại sảnh, có hành lang, có hoa phố lịch sự mà tao nhã.
mỗi chỗ xung quanh lại là lôi điện màu xanh vần quanh. Vô số điện xà đang chạy khắp nơi, từ xa nhìn thấy, đã thấy chúng vô cùng xinh đẹp. Sau khi ba người Kỳ Linh vượt qua cánh cửa, liền trịnh trọng nhìn về phía trước. Bọn họ cảm giác những điện xà này mang tới uy hiếp cho mình. Là Vĩnh Hằng Thần Lôi ư? Kỳ Linh lập tức lên tiếng. Đạo chi thần lôi, hắn tiếp xúc với chúng nhiều nhất, mặc dù luyện chế thành cửu trọng thần lôi, nhưng không có cảm giác uy hiếp đáng sợ như lôi xà tại đây. Trong hành cung này đều là Vĩnh Hằng Thần Lôi sao? Cửu Trần giáo chủ cũng phải cảm thán. Vĩnh Hằng Thần Lôi, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hỗn độn vô tận có thể thay nghén đản sinh ra Vĩnh Hằng Thần Lôi. Nghe nói phải là Vĩnh Hằng Đế Quân thành tựu lôi điện nhất đạo cực cao mới có thể sáng chế ra, tạo ra một đạo Vĩnh Hằng Thần Lôi được. Kỳ Linh cũng trịnh trọng nói. Đây sẽ là nguy hiểm đầu tiên. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Những lôi đình này trải rộng cả hành cung, mà những lôi đình này có linh tính sinh ra trí tuệ. Sao? Linh tính ư? Trí tuệ sao? Kỳ Linh kinh ngạc nói. Bản thân Vĩnh Hằng Thần Lôi có linh tính, hãy chờ xem. Lai Gia Đạo Quân cười nói. Khi Lai Gia Đạo Quân vừa mới nói xong, vô số điện xà phía trước lưu động, vô số điện xà chung quanh hội tụ lại đây và hóa thành một sinh vật lôi điện hình người. Nó có lôi điện chi thân, có đôi mắt màu xanh lam, hình thể nguy nga nhìn ba người Kỳ Linh. Nó là Vĩnh Hằng Thần Lôi, tính mạng vô cùng vô tận. Xin bái kiến thủ hộ dạ tiền bối. Lai Gia Đạo Quân cung kính hành lễ nói. Chủ nhân phái ta thủ hộ hành cung. Lôi đình thủ hộ giả lạnh nhạt nói. Ta ra ba trưởng, chỉ cần đám tiểu bối các ngươi có thể tiếp ba trưởng mà còn sống là có thể đi vào. Các ngươi tự định quyết định thực lực ngăn cản. Trong đại sảnh, Kỳ Linh và Kiều Trần đều cầm binh khí trong tay, bọn họ cẩn thận đối đãi. Lai Gia Đạo Quân càng truyền âm nói. Căn cứ tộc đế quân của ta tự thuật, lôi đình thủ hộ sẽ được đỉnh Nam hành cung gia trì, thực lực cực kỳ cường đại. Ba trưởng của hắn phân thành ba cấp độ, hai vị cảm giác cánh không được thì đứng sau lưng của ta. Vậy thì không cần đâu. Kiều Trần giáo chủ cầm trong tay trường côn. Lên xem lôi đình thủ hộ giả này lợi hại bao nhiêu nào. Kỳ Linh cũng cầm hai thanh Bắc Cổng kiếm trong tay. Hắn cũng là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, hắn làm sao nguyện ý đứng sau lưng kẻ khác được đây. Lôi đình thủ hộ giả lạnh lùng nói. Trưởng đầu tiên. Chỉ thấy hắn vung tay phải đánh thẳng tới. Bàn tay của hắn như cây quạt thương bồ. Trên bàn tay có vân lôi, rõ ràng là lôi điện lưu động thật nhanh. Ta tới trước. Kiều Trần giáo chủ hét lớn một tiếng. Đột nhiên hắn huy động trường côn trong tay. Trường côn lướt qua và một đạo sóng nước ẩn ẩn hiện ra. Bành. Trường côn uốn lượn giữa không trung, nó như hóa thành cây soi. Đầu trường côn đánh mạnh vào một trường lôi đình kia. Lúc này tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó một trường đánh tới cũng rút về. Ồ, uy lực. Cửu Trần giáo chủ truyền âm nói. Trường thứ hai. Lôi đình thủ hộ giả lạnh lùng vung tay phải tấn công lần nữa. Lúc tay phải của hắn tăng vọt giống như ngọn núi lớn, trực tiếp chấn áp ba người Kỳ Linh. Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ, Lai Gia Đạo Quân đồng thời sử dụng binh khí đánh tới. Kỳ Linh dùng kiếm, Kiều Trần giáo chủ dùng trường côn, Lai Gia Đạo Quân dùng búa nghênh tiếp trường thứ hai của lôi đình thủ hộ giả. Bành bành bành. Song phương giao kích, lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Ba người Kỳ Linh ngạy kháng một trường này, lúc này không kiềm lòng được, thân thể chấn động mạnh nhưng lại đứng vững rất nhanh. Sắc mặt Kiều Trần giáo chủ tái nhợt, Lai Gia Đạo Quân cũng nghiêm túc, chỉ có Kỳ Linh nhẹ nhõm như cũ. Cần biết áo giáp chú tể có thể suy yếu tới một phần ngàn, hơn nữa luận phòng ngự Kỳ Linh còn trên cả Kiều Trần, còn am hiểu hơn cả Lai Gia. Thân thể run rẩy và không ngừng lui lại, nhưng không có bị thương tới thần thể. Cho dù mạnh hơn một cấp độ cũng không có gì cả. Kỳ Linh có lòng tin áo giáp chú tể vô cùng cường đại. Tuy Kỳ Linh hiểu đó là bởi vì thực lực bản thân gia tăng rất mạnh. Nếu như lúc trước đi xông vào Thanh Hoa động phủ, hắn bị oanh kích một chiêu suýt mất mạng, khi đó Kỳ Linh đánh với Thanh Phong Thánh Chủ còn lâm vào hạ phong. Hiện tại thì sao đây? Hiện tại thực lực Kỳ Linh còn mạnh hơn Cổng Tát không ít. Khá lắm, uy lực rất mạnh. Kiều Trần giáo chủ quát một tiếng nói. Bác Minh, dùng bí thuật. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của hắn có nước chảy. Kỳ Linh gật đầu, hắn cứng đối cứng rất mạnh. Nhưng Kiều Trần giáo chủ không có áo giáp chú tể cho nên cố hết sức. Chín đại giao long bay quanh người Kỳ Linh, đó là chín đại bí thuật. Thủy chấn và chín đại bí thuật kết hợp với nhau, sau đó bao phủ cả động phủ. Lôi đình thủ hộ giả tươi cười giống như rất vui vẻ vậy. Thú vị, uy lực, bí thuật còn không tệ. Tiếp trưởng thứ ba của ta,
ta sẽ thuyên chuyển lực lượng của đỉnh Nam Hành Cung, hy vọng các ngươi có thể sống sót được. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy cả cung điện, vườn hoa, điện sảnh, mặt đất đều tỏa ra đường vân sáng ngời, đại lượng uy năng bắt đầu hội tụ vào trường thứ ba của thủ hộ giả. Âm 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 âm. Lô đỉnh thủ hộ giả đánh ra một trường, hóa ra thành cả bầu trời, bao phủ cả điện sảnh vào bên trong. Đánh một kích bao phủ ba người kỳ linh, một kích này không thể trốn chạy, không thể đón đỡ, trốn đến bên ta. Lai Gia đạo quân truyền âm, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một khối xương màu vàng. Ta tiết kiệm một kiện bảo bối. Kiều Trần giáo chủ cũng xuất hiện bên cạnh Lai Gia đạo quân. Hiển nhiên Kiều Trần giáo chủ tự nghĩ cứng đối cứng thân thể, gánh không được cũng phải vận dụng bảo bối. Nếu Lai Gia đạo quân dùng, hắn tự nhiên sẽ không giữ thể diện mà lãng phí một kiện bảo bối bảo hộ tính mạng. Bắc Minh. Kiều Trần giáo chủ lại trốn tới bên cạnh Lai Gia đạo quân và ngạc nhiên phát hiện kỳ linh vậy mà không có đi theo tới. Hắn biết rõ thực lực của kỳ linh tương đương với hắn, hắn không dám ngạnh kháng. Chẳng lẽ kỳ linh dám ngạnh kháng ngư? Hắn hiện tại xuất ruột cũng không kịp, một trường của lôi đỉnh thủ hộ giả đã hàng lâm. Một trường như bầu trời giáng xuống, lôi đỉnh thủ hộ giả dùng một kích toàn lực, hơn nữa còn kèm theo uy năng cấm chế của cung điện. Vị trí Lai Gia đạo quân, Kiều Trần giáo chủ xuất hiện hào quang màu trắng, kháng trụ một kích này. Phù. Lôi đỉnh thủ hộ giả thu tay phải và nhìn ba người kỳ linh, hắn cười nói: không nghĩ tới còn có kẻ dựa vào bản thân kháng trụ một trường của ta, xem ra hộ thể thần thông rất khá. Lũ tiểu gia hỏa, đằng sau còn có thí nghiệm của chủ nhân để lại, hy vọng các ngươi có thể sống sót được. Lúc này hắn rời bước nhường đường, hóa thành vô số điện xà rời đi thật nhanh. Trước mặt đám người kỳ linh cũng không còn điện xà nữa. Bác Minh lợi hại, không ngờ có thể kháng trụ một kích vừa rồi. Kiều Trần giáo chủ đi về phía kỳ linh. Dựa theo tộc ta ghi lại, đạo quân nghịch thiên mạnh nhất mới có thể cứng đối cứng kháng trụ được. Bắc Minh bội phục. Lai Gia đạo quân cũng ngạc nhiên, uy năng một kích này mạnh có thể so với Vĩnh Hằng đế quân bình thường công kích. Đó là lôi đình cự nhân gia chỉ uy năng cấm chế của cung điện giáng xuống một đòn toàn lực. Khá tốt, hộ thể thần thông mạnh một đít, ta cũng bị oanh kích toàn thân run rẩy, chân như nhún ra vậy. Kỳ linh lào đảo ngồi xuống cười nói: nếu như lôi đình cự nhân là đánh thêm một kích nữa, chỉ sợ ta không ngăn cản được đâu. Lần này ta dùng một phần cốt phù do đế quân tộc ta tự mình luyện chế ra. Lai Gia đạo quân cười nói: nếu như vài chiêu cốt phù nhiều hơn nữa cũng không ngăn cản nổi. Kỳ linh cũng âm thầm cảm khái, thân thể của mình có thể sánh ngang Vĩnh Hằng pháp bảo hạ phẩm, nhưng còn kém chút ít. Lần này có thể chống được chủ yếu dựa vào áo giáp chú tể. Đáng tiếc hộ thể thần thông tăng lên cần ngoại vật rất khó khăn gom góp. Hiện tại mình cũng có bảo vật ngư long khí, phải nghĩ biện pháp đi gom góp, từ đó nhanh chóng gia tăng thần thể bản thân lên Vĩnh Hằng pháp bảo trung phẩm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 211 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.